kính thưa quý vị và các bạn trong thời gian qua tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nhiều địa phương gây bức xúc trong dư luận ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống nhân dân do đó ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng các cấp ngành thì mỗi người dân sử dụng mạng viễn thông internet cần tỉnh táo cảnh giác có như vậy mới góp phần kiềm chế ngăn chặn và đẩy lùi loại tội phạm này phản ánh vấn đề trên, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Phải hết sức cảnh giác của tác giả Ngô Hồng Phấn qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên Hữu Phúc dài ông Năm, Tường Duy dài Thuận, Kim Liên dài cô Thắm, mẹ của Thuận, Duy Hằng dài cô Mỹ, Hồ Trải đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Tại nhà cô Thắm Cô Thắm đang làm công việc, còn Thuận thì cứ dán mắt vào chiếc điện thoại, nên cô Thắm càng nhằn. Thuận à, sao con không qua phụ làm với ông Năm đi? Cứ ngồi đó ôm cái điện thoại hoài vậy con? Con chơi game tối ngày mà con không có chán sao? Con đâu có chơi game, nhưng con không đi làm cho ông Năm nữa đâu. Không đi làm thì lấy gì sinh sống nè. Ôm cái điện thoại đó sống được hay sao? Con nói cho mẹ mừng nè. Chút đi rút tiền được, con tặng hết cho mẹ luôn đó. Con làm gì có tiền Thôi qua phụ ông Năm đi Ông chờ con sáng giờ kìa Từ nay về sau á mẹ đừng có nhận lời ai nữa nghe mẹ Con ở nhà làm Và chiếc điện thoại này á nó sẽ nuôi sống mẹ con mình đó Con nói chuyện á mẹ nghe Không có đâu ra đâu hết trơn á Lạng vậy Con được tuyển chọn thu âm đọc truyện ngắn đó Người ta khen con có giọng đọc rất là truyền cảm Nên con vượt qua được một dòng Chuẩn bị tới dòng hai Bây giờ trên mạng á, giọng người ta đọc hay muốn chết vậy đó Ngoài nghe còn có hình ảnh sinh động hấp dẫn nữa Ai đâu mà chịu nghe đọc không Mẹ không biết đâu Có một số người ta đi làm về mệt á Không có thời gian xem Chỉ cần cái tai nghe là nghe được rồi Nên nhà sản xuất người ta mới cần giọng đọc của con đó Thôi con ơi Cô chừng bị gạt đó nha Con tìm hiểu kỹ lắm rồi Người ta còn hướng dẫn mình tải phần mềm về Rồi kêu con tự thu một đoạn gửi cho người ta nghe đó Thì không vậy con Thiệt mà, Họ nói á, đọc một trang từ 200 đến 500 ngàn Nhưng con phải có mấy thu âm tốt Thì âm thanh mới chất lượng Mẹ mua cho con đi Nhưng tiền đâu mà mẹ mua Thì mẹ mượn ai đỡ đi Có tiền á con trả lại mấy hồi Cô chừng bị gạt là chết đó con Được rồi Để mẹ qua ông Năm mượn Sẵn tiện á cho ông hay á là con nghỉ làm luôn Mẹ đi ngang Ủa đi đâu chị Thắm Ghé em chơi một chút hắn đi chị ơi Chị qua nhà bác Năm thì uống ly nước rồi đi. Lúc này thằng Thuận có việc gì làm chưa chị Thắm? Chưa đâu em ơi. Ờ, à, mà chị mới nghe nó nói nó cũng sắp có việc làm rồi em ơi. Vậy em mừng cho cháu. Mà thằng Thuận nó làm việc gì vậy chị? Nó nói ở thành phố á, người ta chọn nó thu âm đọc truyện ngắn gì đó, lương cao lắm. Một trang á, từ 200 đến 500 ngàn đồng lận. Đọc thu âm? Chị ơi, cái gì mà dễ ăn quá vậy chị? Nó giỡn với chị hả? Nó nói thiệt, nó còn kêu chị kiếm tiền cho nó mua máy thu âm chất lượng. Ở nhà mình tự thu, rồi gửi cho người ta. Khỏe lắm em. Em nói chị đừng giận em nghe. Không có cái chuyện dễ ăn như vậy đâu. Nếu dễ ăn á thì ai cũng làm hết rồi, đâu có ai thất nghiệp. Nhưng mà chị nghĩ á đâu phải ai á cũng có được chất giọng tốt mà được chọn em. Xem trên mạng á thì không có tin được đâu. Chị nghe em khuyên nè, Chị đừng có mua đồ cho thằng Thuận và kêu nó đừng có tham gia nữa. Mấy cái vụ này á, lừa đảo không đó chị ơi. Thôi kệ đi, cứ cho nó thử biết đâu giận Mai đến với mẹ con chị thì sao. Trời ơi, rất là nhiều người bị gạt rồi đó chị. Em cũng không biết làm sao mà thằng Thuận lại tin mấy cái trò nhảm nhí này, không biết nữa. Giờ chị nói á, nó cũng có nghe đâu. Có gì á, Mai mốt á, nó khỏi có trách chị. Em tức chị thiệt luôn á. Chị không nghe thì à, em đành chịu thôi. Cảnh tại nhà ông Năm. Ông Năm đang chăm sóc mấy chậu kiển thì cô Thắm đến. Bác Năm đang sửa kiển hả? Hờ, à, mà bay qua có chuyện gì không Thắm? Thằng Thuận đâu không thấy. Tao nói bác chồng nó quá chừng luôn à. Dạ, con qua cho bác hay là nó không có làm cho bác nữa. Bố có việc làm nhiều tiền lắm nên chơi việc nhà bác chứ gì. Thôi, không làm á thì bác thuê người khác vậy. Dạ bác đừng có giận, con xin lỗi bác. Nó không có chịu đi á thì con cũng không biết nói làm sao nữa. Bác Nam ơi, con qua đây nhờ bác giúp cho con một chuyện. Bay cứ nói đi. Dạ, con nhờ bác giúp cho con mượn 5 triệu. Bay làm gì mà cần tới 5 triệu lận? Dạ, con mua cho thằng Thuận cái máy thu âm. Khi nó làm có lương á con sẽ gửi lại cho bác. Máy thu âm gì mà 5 triệu? Dạ có cái máy tốt để thu giọng. Thằng Thuận nó nói á, đọc truyện ngắn á, rồi gửi cho nhà sản xuất, họ sẽ trả lương cho mình. Cái vụ này bác mới nghe à, có chắc không bay, rồi, rồi ai giới thiệu cho nó vậy thăm? Dạ, nó xem trên mạng á, rồi tự đăng ký đó bác. Ý chà, nếu mà ở trên mạng á, thì lại càng hóng được, bị lừa đảo đó nghe. Họ nói vậy á, chứ khi mà mình dính vô rồi á, thì nó bắt bay làm chuyện khác à nghe. Dạ không có đâu bác, nó điện thoại gặp trực tiếp luôn rồi, không có sao đâu. Mượn thì bác cho mượn, bác khuyên không nghe thì thôi. Đây, tiền đây nè. Dạ, con cảm ơn bác Năm. Thưa bác con về. Ờ, à, chà, cái vụ này coi bộ không đơn giản đâu à nghe. Không khéo rồi mẹ con nó nợ nần chồng chất cho xem. Không được, phải qua hỏi con mỹ cho kỹ cái vụ này mới được cảnh tại nhà cô mỹ ủa bác năm bác qua con có việc gì không bác Nam? bác qua hỏi bây có biết cái vụ con thắm mua máy thu âm cho thằng thuận không dạ biết mà con khuyên chỉ không có được bác ơi bác nghi mẹ con nó bị gạt quá con gạt là cái chắc rồi đã có xảy ra trường hợp này rồi đó bác con nghe nói họ tuyển hai ba vòng lận vòng đầu á dễ ăn lắm nó dụ mình, từ từ á, mình lún sâu vô, rồi đổ nợ đó bác. Vậy thì uh, bác cháu mình á, uh, phải ngăn chặn nó lại. Có gì uh, tội nghiệp mẹ con nó dữ lắm. Chỉ có nghe ở đâu mà ngăn bác ơi. Bữa con khuyên chỉ vừa còn muốn giận con nữa đó. Thì bác cũng vậy. Nhưng mà mình biết rõ, mình không ngăn nó thì cũng không được. Thôi thì uh, bác đành chịu cho nó giận vậy. Ủa, chị Thắm? Dạ bác Năm, Mỹ ơi, Thằng Thuận, thằng Thuận nó Thằng Thuận nó còn sao Con của con nó bị gạt hết 50 triệu rồi bác Năm ơi Mà sao bị gạt Mà gạt cái vụ gì Bay bình tĩnh lại nói cho rõ ràng coi Chị, có phải vụ thu âm gì không Đúng vậy, Năm khuyên á Mà con không có nghe Giờ mang quả rồi Trời ơi, bày nói rõ đầu đuôi cho bác nghe Sao mà tới 50 triệu lần Tiền đâu mà mẹ con bay có mà bị gạt dữ vậy Dạ con mượn của bác Với của bà con trong xóm Đổ vô cho nó Thằng Thượng mày vô đây coi Còn đúc ngoài cửa làm chi nữa Giờ con kể cho mọi người nghe coi Tại làm sao mà không tìm hiểu cho kỹ càng Để bị gạt với con Dạ con xem trên mạng á Thấy cần tuyển cộng tác viên thu âm lòng tiếng online Tại nhà con vào đăng ký Họ yêu cầu thử giọng Sau đó họ kêu con lập tài khoản Telegram Chuyển qua Telegram Để trao đổi thông tin rồi nó giới thiệu con gặp một người khác nữa người này á trực tiếp hướng dẫn con vào vòng một của chiến dịch tuyển dụng việc làm phải không dạ khi vào vòng một á rồi làm tiếp hồ sơ phía dưới hồ sơ tuyển dụng á có in tên và logo của công ty cung cấp thiết bị âm thanh karaoke biểu diễn nhưng con giấu và chữ ký của công ty là tên người khác nữa nó đại ra cho tao nghe coi dạ lúc đầu á thì cũng có tiền nó chuyển về con rút được sau đó nó kêu con chuyển qua cho nó thêm Thì có hoa hồng nhiều hơn Nghe thằng Thuận nó nói con thấy cũng ham Nên con chạy dai nợ tiếp cho nó Thiệt chứ Mẹ con bày hết nói à Tao với con Mỹ khuyên Nhưng bay có chịu nghe đâu Mỗi lần chuyển vô Thì nó báo hệ thống bị lỗi Nói mình soạn tin không đúng cú pháp Rồi kêu con chuyển nữa Mới nhận lại được toàn bộ số tiền con đã gửi Và qua hồng Chuyển riết á, à. Nên giờ mới ra 50 triệu đó bắt Năm. Báo đài người ta đưa tin hà rầm, vậy mà cũng bị gạt. Rượu cũ bình mới, nên tụi nó mới kiếm ăn được. Cũng do mình ham việc nhẹ lương cao. Bỏ ra đôi ba triệu là người ta biết bị gạt rồi. Để tới năm chục triệu, bay thiệt là. Dạ, sau khi bình tĩnh, con mới biết mình bị gạt. Tụi này á nó sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản như vậy á là có dấu hiệu vi phạm tội hình sự đó bác mình phải báo công an gấp mới được rồi mẹ con bây có báo công an chưa dạ rồi có công an vào cuộc á thì cái tuổi này trước sau vậy cũng tóm gọn à <laughs> nếu không có lấy lại được số tiền đã mất chắc con trốn quá bác năm ơi từ từ đi chị chị rối lên cũng không có giải quyết được gì đâu con cứ tưởng thằng thuận rành mấy cái vụ này nên con tin nó dạ con biết lỗi rồi ông năm ơi tiền mẹ con mượn để từ từ con làm trả cho ông thôi thôi hoàn tính cái vụ đó đi điều đáng trách là tại sao con còn trẻ nhanh nhẹn có sức khỏe mà không tìm việc làm cho phù hợp với mình kìa dạ cũng tại con ham việc nhẹ lương cao mà ra đa phần á là tụi nó nhắm vào những người không có việc làm ổn định thiếu hiểu biết về kiến thức pháp luật nên dễ dàng trở thành nạn nhân của chúng. à, mà Thuận, con vô được dòng hai á, rồi nó kêu con làm việc gì nữa vậy? Dạ, nó kêu con phải thực hiện hai việc. Một là thu âm các bài viết ngắn, hai là đẩy đơn hàng để tạo tương tác sản phẩm nhằm quảng bá cho nhà tài trợ. Lợi nhuận từ 10 đến 15% trên giá trị sản phẩm phải không? Nhưng phải nộp tiền trước cho nó chứ gì? Dạ đúng, nộp vô rồi á được hưởng qua hồng và nhận lại số tiền gốc mà con đã nộp trước cho nó rồi con nhận được tin thông báo khẩn cấp hệ thống tức toán thất bại bạn nhắn sai cú pháp phải không hỏi hôm qua mượn tiền á con chịu nghe bác khuyên là ổn rồi thầy đó con người ta khi chuyện xảy ra rồi á mới rút kinh nghiệm mới hối hận ờ à, mà mình báo công an á vậy công an có tìm được chứng cứ tụi nó đăng tin trên mạng không mỹ Mấy kênh này á, chúng sử dụng thường á, là gửi tin nhắn Telegram, tự động xóa toàn bộ lịch sử từ cả hai phía. Em nghĩ chắc khó đó chị. Sau khi lừa đảo, nó không lưu lại bằng chứng và khó truy vết tài khoản lắm. Vậy là chết chắc rồi. Nó xóa hết, biết đâu tìm. Tôi này ranh ma thiệt. Cho nên á, những ai dùng mạng xã hội phải hết sức cảnh giác với những lời chào mời việc làm online, hứa hẹn thu nhập cao, không cần kinh nghiệm, Rỡ vô là chết á. À. Dù này á, một phần cũng do con ham tiền. Phải chi con nghĩ thấu đáo thì... Bày sai thiệt rồi. Đã vậy còn đi mượn tiền cho nó nữa. Dạ, trên đời này á, làm gì có chuyện. Việc nhẹ mà lương cao được. Phải làm cực lực mới đủ sống. Ờ, à, biết nghĩ được vậy là tốt. Từ nay á, làm gì cũng phải suy nghĩ cho nó đàng hoàng. Phải tham khảo ý kiến của mọi người. Chứ đừng có tự ý như vậy nữa nghe con. Con còn trẻ mà, cố lên con. Cô sẽ giúp phụ tìm việc làm cho con nè. Dạ, con cảm ơn ông Năm và cô Mỹ. Hai mẹ con chị á đừng có buồn nữa. Thiếu tiền á thì mình trả từ từ, đừng nghĩ quẩn nghe chị. Thuận, cố lên nghe con. Dạ. Bài học cay đắng này á chị không bao giờ quên và cũng không bao giờ để nó tái diễn với mẹ con chị đâu em ơi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện truyền thanh phải hết sức cảnh giác của tác giả Ngô Hồng Phấn mà quý vị và các bạn vừa nghe đã kết thúc chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này. Thân ái, chào tạm biệt.